Thực hư chuyện Messi, Lisa và hàng loạt sao quốc tế mặc áo in hình Vịnh Hạ Long. Vì sao bộ ảnh tai tiếng của Hồ Ngọc Hà bất ngờ bị đào mộ? Diễn viên Anh Đức đã trải qua chuỗi ngày tự điều trị Covid-19 như thế nào? Cười rất nước mắt với tiếng la thất thanh rồi bật ngửa của bà cô khi test Covid-19. Những tin tức nổi bật khác. Toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh ngày đầu siết chặt giãn cách. Cảnh báo bảng Excel phân vùng dịch bằng màu sắc lan truyền trên mạng xã hội. Lý giải hiện tượng xuất hiện mưa đá bất thường ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Tranh cãi quyết định bỏ giấy khen học sinh tiên tiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì? Quý vị và các bạn đang đến với bản tin ngày 23 tháng 8 trên iBiz và sau đây là phần tin chi tiết. Sốt rần rần hình ảnh Messi, Lisa và loạt sao quốc tế mặc áo Vịnh Hạ Long. Mới đây, bộ ảnh loạt sao trong nước và quốc tế diện áo phông trắng quảng bá cho Vịnh Hạ Long của Việt Nam gây sốt rần rần. Không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hãy cùng iBiz điểm qua một số ngôi sao từng diện chiếc áo này nhé. Nhìn phong cách này và dòng chữ trên áo, chắc hẳn các bạn cũng có thể nhận ra dường như Lionel Messi vừa du lịch Vịnh Hạ Long trở về khi vô cùng rạng rỡ trong chiếc áo phông Made in Hạ Long. Không chỉ thế, đến mỹ nữ vạn người mê Lisa của Blackpink cũng chọn áo thun trắng khoét cổ in hình Vịnh Hạ Long sau khi xuất hiện ở một sân bay. Đến người được mệnh danh là ông hoàng nhạc rap Eminem cũng chọn trang phục này để phối hợp với phong cách đậm chất hip hop của mình nữa đó. Không chỉ có nhiêu đó ngôi sao tầm cỡ thôi đâu, hoàng tử nhạc pop Justin Bieber nhìn thanh lịch và năng động hẳn ra khi phóng khoáng trong chiếc áo phông Vịnh Hạ Long mà nhiều người mua để làm kỷ niệm du lịch. Trong khi đó Lady Gaga lại cực chất khi diện áo phông Hạ Long cùng quần short xuống phố, trông đúng phong cách của mẹo quái vật đúng không nào? Và đây anh chàng Ngô Diệt Phàm cũng sắm cho mình một chiếc áo có logo hòn trống mái nhưng lại nhận được rất nhiều sự chỉ trích từ cư dân mạng. Có lẽ làm sao mọi người có thể quên được scandal vừa rồi của anh chàng này. Ngay cả cô nàng ngổ ngáo, nhân vật đang hot rần rần trên mạng, nam, nữ chính của phim Hương Vị Tình Thân do Phương Oanh thủ vai cũng sẵn tiện quảng cáo cho mẫu áo này. Đặc biệt cô nàng còn kết hợp với áo sơ mi phanh cúc trông vô cùng năng động và cá tính. Thậm chí chiếc áo này còn hot đến mức cũng được chủ tịch Sơn Tùng lăng xê mạnh mẽ trong MV Đình Đám Hãy Trao Cho Anh. Liệu kết hợp cùng với rapper Snoop Dogg, có lẽ nam ca sĩ cũng một phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới rồi nhỉ? Tuy nhiên, thực chất những hình ảnh trên là hình Photoshop được các thánh trên mạng góp vui vào những ngày giãn cách rảnh rỗi xin ông nổi mà thôi. Và phiên bản gốc thực sự là đây, chiếc áo này từng được Lý Nhã Kỳ quảng bá rộng rãi đến công chúng đó nha. Bạn nghĩ sao về trò vui này? Chỉ là để giải trí thôi đúng không nào? Đừng quá khắt khe nhé. Vì sao bộ ảnh tai tiếng của Hồ Ngọc Hà bất ngờ bị đào mộ? Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã đáp trả một anti-fan khi người này cho rằng nhan sắc hiện nay của cô đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, Hồ Ngọc Hà phủ nhận thông tin bằng cách đưa ra tấm ảnh năm xưa và khẳng định mình cũng thèm cặp má phúng phính cho trẻ lại mà có được đâu, chích vào nhìn như ma búp bê, mình không dám. Ngay sau đó, Hồ Ngọc Hà bất ngờ bị cư dân mạng đào lại bộ ảnh nude 100% tai tiếng của cô. Những bức ảnh khá táo bạo từ năm 2004 được xem là scandal căng nhất trong thời gian làm người mẫu của cô. Nguồn gốc của những bức ảnh này được cho là bị lộ sau khi nữ ca sĩ thực hiện cho một tờ tạp chí. Không may sau đó, nhiếp ảnh gia đem phim đi rửa, những bức ảnh mát mẻ này đã bị phát tán rộng rãi trên internet. Từ đó, nhiều ý kiến trái chiều đã xoay quanh bộ ảnh nude này của Hồ Ngọc Hà, người cho rằng sự nghiệp người mẫu của cô đã kết thúc, người lại tin đây là bàn đạp cho vai trò ca sĩ. Diễn viên Anh Đức đã trải qua chuỗi ngày tự điều trị Covid-19 như thế nào? Tối ngày 22 tháng 8, cộng đồng mạng đã không khỏi bất ngờ trước thông tin anh Đức mắc Covid-19. Trên trang cá nhân, nam diễn viên đã có bài chia sẻ khá chi tiết về quá trình phát hiện cũng như điều trị bệnh. Về nguyên nhân, nam diễn viên cho rằng rất có thể anh bị nhiễm bệnh khi đi siêu thị mua nhu yếu phẩm. Do tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh căng thẳng, các cơ sở y tế luôn trong tình trạng quá tải nên anh Đức đã tự điều trị tại nhà theo hướng dẫn. Nam diễn viên chia sẻ, khi thấy trong người mệt mỏi, anh sử dụng thuốc hạ sốt, bổ sung vitamin bằng viên C sủi, ngoài ra cần chịu khó xông hơi để kiểm soát virus. Một việc không được quên là khò nước muối nhiều lần trong ngày để ngăn chặn sự xâm nhập nhanh hơn của virus. Ngoài ra, cần chú trọng việc bổ sung dinh dưỡng và tập luyện thể dục mỗi ngày. Đặc biệt, bản thân Trấn Thành khẳng định trong thời gian chữa trị, tâm lý là quan trọng nhất để có thể chiến thắng giặc Covid. Và rồi trải qua hơn 20 ngày tự điều trị tại nhà, sức khỏe của nam diễn viên đã phục hồi đến 99,99%. Cười rớt nước mắt với tiếng la thất thanh của bà cô khi test Covid-19. Việc lấy mẫu test nhanh Covid-19 không phải ai cũng dễ dàng vượt qua. Với những ai mang tâm lý sợ hãi, lo lắng, họ sẽ tìm cho mình một cách trấn an riêng. Trong clip là hình ảnh một người phụ nữ lấy test nhanh Covid-19. Khi thấy nhân viên y tế chuẩn bị lấy dịch, người phụ nữ này rất căng thẳng. Để tự trấn an bản thân, người này đã nói thật to, thật rõ những lời của nhân viên y tế đứng cạnh. Khi nhân viên y tế vừa cầm que lấy mẫu chọc vào mũi, bất thình lình người phụ nữ này la thất thanh. May mắn được các nhân viên y tế đứng gần đó đỡ lại, nếu không cô ấy đã bật ngửa về phía sau rồi. Ở lần thứ hai, người phụ nữ vẫn duy trì việc lặp lại to, rõ những lời nhân viên y tế nói. Ở lần này cô không còn la hét, mà thay vào đó là biểu cảm tấu hề trên gương mặt, khiến những người chứng kiến không thể nhịn cười.
Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ai nấy đều bật cười trước biểu hiện khó đỡ của người phụ nữ. Hãy chia sẻ cách tự trấn an khi lấy mẫu test COVID-19 của bạn cho Ibis được biết nha. Xuất hiện thêm một chị đại ngăn cản công an giăng dây phong tỏa. Trên mạng xã hội mới đây vừa chia sẻ loạt clip xảy ra tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai về một người phụ nữ có thái độ chống đối ngăn cản lực lượng chức năng khi căng dây phong tỏa khu vực, vấp phải vô số chỉ trích. Theo đoạn clip, khi công an đang căng dây phong tỏa khu vực để chống dịch, một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện, to tiếng bày tỏ thái độ bức xúc, không đồng ý với quyết định này. Cụ thể người này lớn tiếng: "Tôi hỏi các chú, nhà tôi là hộ kinh doanh, tôi có giấy phép kinh doanh đàng hoàng, bây giờ còn đang nhập hàng vô, các chú căng như vậy mà chưa có quyết định ngừng kinh doanh thì các chú xử lý thế nào?" Thậm chí chị đại Đồng Nai còn thách thức: "Ông nào ký quyết định xuống đây gặp tôi." Khi được các chiến sĩ công an giải thích rằng đây là quyết định của Ủy ban Nhân dân, đến đây chiến sĩ công an đã đọc lớn bản quyết định thiết lập vùng cách ly y tế của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Tuy nhiên người phụ nữ vẫn không chấp hành mà đi vội về nhà lấy giấy phép kinh doanh ra để tiếp tục đòi cò gay gắt. Người này cho rằng chưa hề có quyết định ngừng kinh doanh nên hành động cách ly khu vực là không đúng. Đỉnh điểm người này còn có hành động gỡ dây phong tỏa và đồng ý cầm giấy phép kinh doanh về phường giải quyết. Bạn nghĩ gì về hành động này? Toàn cảnh Thành phố Hồ Chí Minh ngày đầu siết chặt giãn cách. Hôm nay ngày 23 tháng 8 cũng là ngày đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ai ở đâu ở yên đó. Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 để kiểm tra giấy tờ của người dân. So với các ngày trước, lượng người dân lưu thông ra đường sáng nay khá thưa thớt. Khoảng 6 giờ sáng, lượng xe lưu thông qua các chốt đông hơn khi người dân bắt đầu đi làm. Tất cả người dân lưu thông qua chốt đều được yêu cầu kiểm tra giấy tờ cần có khi ra đường. Vì chưa kịp nhận giấy nên nhiều người xuất trình giấy đi đường bằng hình ảnh và được lực lượng chức năng linh động để tiếp tục lưu thông. Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên ngã tư đường Nguyễn Xí, quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, lực lượng chức năng đã ra chốt chặn để kiểm tra người dân ra khỏi nhà. Người dân khi đến chốt kiểm soát sẽ xuất trình giấy đi đường kèm căn cứ công dân để kiểm tra. Nhiều người trình bày do sáng nay mới nhận được thông báo và xin qua chốt để lấy giấy đi đường. Lực lượng trực chốt đã yêu cầu những người này nhờ công ty cơ quan chụp ảnh gửi qua tin nhắn để xuất trình. Nếu không được sẽ phải quay xe. Cán bộ liên tục phải giải thích quy định mới. Tại chốt kiểm dịch COVID-19, ngay ngã tư Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, lực lượng cảnh sát giao thông bộ đội đã có mặt từ sớm kiểm tra nghiêm ngặt giấy tờ của người dân ra đường. Nhiều người dân ra đường không xuất trình giấy tờ hợp lệ do cơ quan chức năng cấp mà chỉ có giấy do công ty xí nghiệp, cửa hàng cấp. Những trường hợp này lực lượng chức năng phải liên tục giải thích quy định cấp mẫu giấy thông hành mới từ 0 giờ ngày 23 tháng 8 và yêu cầu họ quay xe. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện giãn cách triệt để trong 2 tuần từ 23 tháng 8 đến 6 tháng 9, sau khi ghi nhận hơn 176.000 ca nhiễm, tính đến tối ngày 22 tháng 8. Người dân được yêu cầu không ra đường, không mua hàng trực tiếp. Lực lượng địa phương, quân đội sẽ đi chợ hộ cho người dân với tần suất một tuần một lần. Trường hợp khó khăn sẽ được cấp phát túi an sinh miễn phí, đảm bảo không bỏ sót. Cảnh báo bảng Excel phân vùng dịch bằng màu sắc lan truyền trên mạng xã hội. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay mạng xã hội đang lan truyền và chia sẻ một file Excel về bảng phân vùng dịch trên địa bàn thành phố theo màu sắc xanh, đỏ, vàng, cam. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây không phải là bảng phân vùng do cơ quan chức năng công bố. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dữ liệu chuyên môn về phòng chống dịch thay đổi thường xuyên và được cập nhật liên tục trên bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, việc lấy thông tin phân vùng tại một thời điểm là thiếu chính xác. Thông qua bản đồ này, người dân có thể nhìn thấy các thông tin như vùng cách ly, điểm phong tỏa, ca dương tính, điểm dịch tễ, đồng thời tra cứu các thông tin địa điểm khẩu trang, cơ sở y tế, các địa điểm bán nhu yếu phẩm để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Người dân còn có thể xem bản đồ số này trên máy tính lẫn điện thoại bằng cách truy cập vào một trong các địa chỉ sau. Từ 23 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đến từng nhà tiêm vaccine cho người dân ở vùng đỏ, vùng cam. Ngày 22 tháng 8 vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản hướng dẫn việc triển khai tiêm vaccine từ ngày 22 tháng 8 đến 6 tháng 9 ở các vùng đỏ và vùng cam, bao gồm thành phố Thủ Đức và các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn. Cụ thể, đội tiêm vaccine đã đi đến từng nhà dân trong hai vùng trên để tiêm phòng. Cùng với đó sẽ tổ chức đội tiêm ở địa điểm phù hợp, bên trong hoặc sát khu phong tỏa, mời bà con từng hộ. Riêng tại khu chung cư, phối hợp với ban quản lý chung cư để tổ chức điểm tiêm, mời tuần tự các hộ cùng tầng ra tiêm, có thể tổ chức vào buổi tối. Các đội tiêm và phục vụ tiêm được trang bị đầy đủ thiết bị, quần áo bảo hộ. Theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ khi bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 đến hết ngày 20 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh tiêm được 5.291.971 người, trong đó có 177.018 người đã tiêm mũi 2. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang là địa phương được phân bổ vaccine nhiều nhất với 5.501.330 liều, bao gồm cả số lượng vaccine phân bổ cho các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn. Lý giải hiện tượng xuất hiện mưa đá bất thường ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai.
Vào tối ngày 22 tháng 8, tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện mưa đá. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là hiện tượng bất thường. Lý giải điều này, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mưa đá xuất hiện do nhiễu động không khí đẩy hơi ẩm lên cao, gặp tầng nhiệt độ thấp gây ra. Ông Quyết nhận định, mưa đá thường xuất hiện vào tháng 5, tháng 6 hoặc cuối mùa mưa, do đó mưa đá vào thời điểm này là bất thường. Tại Đồng Nai, vào tối cùng ngày cũng xuất hiện mưa lớn, đặc biệt nhiều khu vực ở thành phố Biên Hòa có mưa đá, trong đó có những viên đá lớn hơn 3 cm. Giải thích lý do, ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai dự đoán có thể do phía đông thành phố Hồ Chí Minh mưa lớn nên ảnh hưởng tới một phần của Biên Hòa. Ông Huy khuyến cáo người dân hạn chế ở ngoài trời lúc có dông sét, khi ở trong nhà không đứng gần khu vực cửa sổ, các vật bằng kim loại, tắt đồ dùng bằng điện tử khi gặp dông sét lớn vì các thiết bị này như một đầu thu sét có thể gây nguy hiểm cho người dân. Lốc xoáy kinh hoàng ở Bến Tre gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 8, lốc xoáy kèm mưa lớn xảy ra trên địa bàn huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Theo báo cáo ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Đại, lốc xoáy đã làm sập 11 căn, tốc mái 60 căn nhà, 8 người bị thương trên địa bàn xã Thạnh Phước, xã Đại Hòa Lộc bị tốc mái 10 căn nhà, thị trấn Bình Đại bị tốc mái 1 căn nhà, 1 người bị thương, nhiều cây ven đường ngã đổ, các công trình phụ, bảng hiệu bị hư hỏng nặng. Được biết trước khi xảy ra lốc xoáy, trên địa bàn đã xuất hiện mưa dông và gió rất mạnh. Trong đó, mưa trên diện rộng tại hai huyện Ba Tri và Bình Đại. Sau khi thiên tai xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt và giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả tạm thời. Chiều tối cùng ngày, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng bất ngờ xuất hiện mưa dông kèm sấm chớp, đặc biệt tại thành phố Thủ Đức, nhiều nơi đã xuất hiện mưa đá. Tranh cãi quyết định bỏ giấy khen học sinh tiên tiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì? Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định về việc đánh giá học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và áp dụng cho học sinh lớp 6 trong năm học này. Cụ thể là danh hiệu học sinh tiên tiến sẽ bị xóa bỏ, thay vào đó sẽ thay thế bằng danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi và những học sinh có thành tích đặc biệt, đột xuất trong rèn luyện cũng như học tập. Theo đó, tiêu chí để đạt học sinh xuất sắc cần có kết quả rèn luyện và học tập cả năm ở mức tốt, trong đó có ít nhất 6 môn đạt điểm 9 trở lên. Đối với học sinh giỏi, sẽ có kết quả học tập và rèn luyện cả năm ở mức tốt, tất cả các môn phải trên 6,5 và có ít nhất 6 môn đạt điểm 8 trở lên. Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải rằng đây chỉ là thay đổi trong tên gọi của các danh hiệu khen thưởng học sinh. Nếu như trước đây, hiệu trưởng khen thưởng danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, thì nay quy định danh hiệu khen thưởng học sinh xuất sắc, học sinh giỏi. Cũng theo ông Thành, trước đây học sinh được khen học sinh tiên tiến là có kết quả học tập và rèn luyện khá trở lên. Nếu khen như hiện nay thì sẽ có quá nhiều, không có giá trị, động lực phấn đấu đối với học sinh. Trước thông tin này, bên cạnh quan điểm ủng hộ của một số bộ phận nhỏ phụ huynh học sinh, nhiều phụ huynh cho rằng đây chỉ là bình cửu rượu mới và tỏ ra vô cùng bức xúc, chán nản. Bởi có những em vốn dĩ học lực chỉ có mức độ nhất định, mặc dù không giỏi ở lĩnh vực văn hóa thì lại có tài năng ở những mảng khác. Việc các em phấn đấu và được trao một tờ giấy khen động viên, công nhận sự cố gắng là điều hoàn toàn nên làm, không nên xóa bỏ. Thậm chí có nhiều người kiến nghị bỏ luôn giấy khen cho công bằng với tất cả học sinh. Trong khi đó, đối với nhiều học sinh, bằng khen học sinh tiên tiến là một trong những ký ức đẹp của thời học sinh. Vì thế một số netizen vô cùng tiếc nuối khi biết được thông tin này. Bạn nghĩ gì về quyết định này? Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay 23 tháng 8. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Mọi ý kiến đóng góp về cho chương trình xin hãy để lại bên dưới. Ibis xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một tuần mới tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai phát sóng lúc 21 giờ trên Ibis.